Linh chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Bạn muốn hẹn hò dựa theo phong cách kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản, và đây là phiên bản Ông Mai hẹn hò. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong khung giờ rất là quen thuộc 17 giờ 50 thứ bảy và 22 giờ 30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay bây giờ Quỳnh Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng kết nối với hai cặp đôi. Quỳnh Linh, Ông Mai hẹn hò sẽ kết nối với cặp đôi online. Mọi nơi có thể đăng ký đi tìm kiếm một nửa mảnh ghép của mình. Được ngày cùng gì cả, hãy đăng ký với chúng tôi. Cơ bắp rồi 6 múi, 7 múi gì kiểu. Cơ thì có chứ bắp cũng có luôn, nhưng mà 6 múi thì chưa được chút. Cách đây khoảng độ mấy tháng là em xém đi tu. Không biết là anh có biết về bên bên Phật pháp, hay anh có biết thầy Thích Minh Niệm không? Tác giả của cuốn sách Hiểu về trái tim với Làm như chơi đó. Sau một năm thì mình cố gắng thay đổi, thì mình cũng học kinh doanh và từ từ phát triển tới bây giờ. Dạ, em đây thì em vô Sài Gòn đi học đại học, từ thời đại học là vô là năm 2008, giờ cũng được 13 năm rồi. Nếu mà em nói ngắn gọn thôi thì đó là gọi là một cái cảm giác gọi là trưởng thành vững chắc. Đây, chào Quỳnh Linh kết nối với hai bạn đi. Chào bạn nữ. Xin chào các bạn, mình là Hồng Nhung, năm nay mình 31 tuổi. Mình sinh ra tại vùng đất Vải Thiều, đó là tỉnh Bắc Giang. Công việc hiện tại của mình là chuyên viên phát triển dự án. Mình là một cô gái năng động, nhiệt tình, độc lập và tự chủ. Có thể nói ngắn gọn là độc thân cung ngầu. Sở thích của mình là đọc sách, đi du lịch, khám phá thiên nhiên và đi thiền nguyện. Thế hôm nay mình muốn nhắn nhủ tới bạn trai rằng: anh ơi, em không cần anh là một người anh hùng hào kiệt. Nhưng tốt nhất thì anh nên là một người biết đúng sai, và cho dù trong mọi hoàn cảnh thì anh cũng luôn luôn chính trực và trung thực. Anh không cần phải đẹp trai, nhưng nhất định anh phải khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần anh nhé. Nếu được thì anh nên biết chơi một môn thể thao nào đó và không ngại thử các trò chơi mạo hiểm cùng với em. Dạ, con chào chú Quỳnh Linh ạ. Rồi, xin chào bạn. Rất vui được kết nối với bạn trong chương trình Ông Mai Hẹn Hò nha. Chào Quỳnh Linh kết nối với bạn Nam luôn. Tôi là Trần Quốc Nam, năm nay tôi 31 tuổi. Quê quán thì tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Tĩnh. Hiện tại tôi đang làm việc tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của tôi là tôi kinh doanh tự do về các mặt hàng mỹ phẩm. Tôi vui vẻ hòa đồng, có thể tự lập trong cuộc sống, biết nấu ăn. Tôi ham học hỏi, tôi rất thích thể thao và biết bị đập viên. Và tôi cũng thích gọn gàng, sạch sẽ. Nhược điểm của tôi thì khi tôi nói rất đấm đồng, tôi chưa tự tin. Một con gái của tôi có tính cách như dễ, hòa đồng, hoạt bát. Dáng người thì không mập mà không gầy quá. Tới đây là cái duyên rồi, thì cũng mong chúng ta có chung quan điểm và có thể bước tiếp. Xin chào hai bạn. Bây giờ thì hai bạn đã có trên màn hình rồi. Chúng ta chỉ nghe tiếng của nhau thôi, chưa có gặp mặt nhau. Mời Nam nói chút xíu về tình duyên của Nam đi. Con từng trải qua 3 mối tình nè. Đầu tiên thì thời còn cấp 3, mối tình thứ hai cũng kéo dài được 3 năm. Còn mối tình gần nhất thì kéo dài khoảng tầm 5. Trong 3 mối tình đó mình có thiếu sót điều gì không Nam? Theo con nghĩ thì nói chung là thiếu sót thì ai cũng thiếu sót hết. Nhưng mà một phần công việc, một phần là con ở xa nhau đó, thì sự quan tâm, sự chia sẻ lẫn nhau, gặp gỡ nhau nó vẫn hạn chế. Dạ, con thì trải qua mối tình đầu thời sinh viên ạ, mà cũng là mối tình yêu xa, cũng kéo dài khoảng được 3-4 năm. Ảnh đi nước ngoài, không có giữ được liên lạc lại. Bây giờ thế này, chú Quỳnh Linh sẽ có 4 câu hỏi khảo sát thử xem các bạn có trùng khớp hay là hiểu nhau trước khi chúng ta gặp mặt hay không nhé. Khi stress, bạn sẽ làm gì? A là nấu ăn, B là thể thao. Hả? Cả hai cùng B. Dạ, con cũng hay chơi thể thao chú. Cơ bắp rồi 6 múi, 7 múi gì kìa.
Cơ thì có chứ, bắp cũng có luôn, nhưng mà sáu múi thì chưa được chút. Cái có múi là được rồi. Dạ. Còn Nhung? Hồi xưa thời cấp 3 thì con cũng là cầu thủ đá banh trong đội tuyển của trường á. Trong công ty có câu lạc bộ cầu lông với lại câu lạc bộ nhảy. Câu hỏi thứ hai, bạn sẽ muốn tạo bất ngờ gì cho đối phương? A là tặng một lá thư tay, B là tặng một bản nhạc. Bắt đầu. Dạ thì con cũng là người cũng thích viết lách, qua câu chữ, qua cái thư của mình á, thì ảnh sẽ cảm nhận được cái tình cảm của mình gửi gắm trong đó nhiều hơn ạ. Theo con nghĩ thì mình tặng một bản nhạc là nó phù hợp với người con trai để thể hiện một cái gì đó gửi gắm vào trong bài hát. Hát tặng một bài bolero cho Nhung nghe thử xem trước khi gặp mặt. Hiện tại thì con không có chuẩn bị gì, nhưng con sẽ hát một bài Nơi Tình Yêu Bắt Đầu đi. Con hát một khúc. Hai bạn song ca thử xem nào. Vậy anh Nam vô trước đi. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, ơi đêm, đêm có hay. Mà giật buồn nào vương trên môi mặn đắng. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, ơi đêm sao vẫn mãi đêm dài. Để mình ta với con tim khô cằn da băng. Chúng con xin hết. Em không thuộc. Chưa có tập trung nhiều quá nên. Coi như mình chưa gặp mặt nhau mà mình cũng có một chút xíu gì đó nó hòa giọng với nhau rồi ha. Bây giờ thì mình sẽ đến với vòng gặp mặt. Hai bạn sẽ gặp mặt nhau để cùng chia sẻ những cái cảm nhận với nhau. Chuẩn bị. Bộ phận kỹ thuật bắt đầu kết nối cho hai bạn thấy mặt nhau. Nhung thấy Nam thế nào nhỉ? Dạ cảm ơn anh Nam. Thì em mới gặp anh thì em thấy anh cũng là người nghe giọng thì cũng trầm ấm này, biết ca nhạc, rồi thể thao, tình cảm cũng 80-90%. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi để các bạn có thể hiểu nhau nhiều hơn. Bên bạn Nhung hình như ánh sáng hơi tối đấy nhỉ? Dạ do sự cố chung cư con mới bị cúp điện ạ. Tình yêu mà bị cúp điện nữa. Đôi khi cúp điện nó cũng hay đấy Nhung ha. Đi qua bóng tối mới tới được ánh sáng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với các câu hỏi của chương trình. Câu đầu tiên, bạn đã học được gì khi lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh? Mình vô đây thì mình học được là sự kiên nhẫn và nhẫn nại. Vào đây thì mình cũng đi làm shipper á, cũng đi giao hàng. Sau một năm thì mình cố gắng thay đổi, thì mình cũng học kinh doanh rồi từ từ phát triển tới bây giờ. Nếu mà em nói ngắn gọn thôi á, thì đó là gọi là một cái cảm giác gọi là trưởng thành vững chắc về tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống, về vật chất, về tình cảm, về tinh thần cũng như trí tuệ. Cái nhịp sống mà của Sài Gòn thì nó rất là hối hả, nó năng động mà nó có đủ mọi nền văn hóa, mọi tất cả mọi người từ mọi miền đất nước ở đây á, thì mình nó làm cho mình tiến xa hơn, thúc đẩy hơn. Mình lúc nào cũng cảm giác là còn quá rất là nhiều điều để mình phải khám phá, để mình nâng cao hơn bản thân mình. Rồi chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của bạn là gì? Để em kể cho anh nghe. Cách đây khoảng độ mấy tháng là em xém đi tu. Không biết là anh có biết về bên Phật Pháp, anh có biết thầy Thích Minh Niệm không? Tác giả của cuốn sách Hiểu Về Trái Tim Với Làm Như Chơi đó. Có nghe về thầy. Thầy có mở cái chương trình là khóa đào tạo chuyên gia thiền tâm lý trị liệu. Và chương trình đào tạo sẽ kéo dài từ 4 tới 6 năm ở trên Đà Lạt. Và đi theo cái khóa đào tạo này thì cũng khó lắm, phải trải qua tới 3 vòng thi. Thì vòng 1 em cũng đậu, vòng 2 em cũng đậu. Nhưng mà tới vòng 3, vòng trên Đà Lạt á, thì cuối tháng 4 vừa rồi á, đi lên thi. Một ngày hôm đó, ngày thi rất là vui, rất là ý nghĩa. Nhưng mà cũng không biết là có thể là vì nhân duyên nào đó cho nên là em mới không có đậu. Nên hôm nay em mới còn ngồi đây chứ không giờ là em đang ngồi trong Đà Lạt rồi. Đáng nhớ nhất thì sau khi anh học hết cấp 3 thì anh cũng được ra Hà Nội cũng học tầm nửa năm á, anh quyết định nghỉ học
Vì lúc đầu là anh cũng băn khoăn là mình có nên nghỉ học hay không. Ở quê á, gia đình thì trong nhà bốn anh em, ai cũng để học hết, thì ông bà nó vất vả, bố mẹ vất vả. Lúc về thì ông bà cũng nghĩ, bố mẹ cũng nghĩ chắc là thằng này phá hay gì, nhà trường đuổi học. Nhưng mà thực tế thì nó lại khác. Vì một phần khó khăn của gia đình, một phần là mình tự lập, tự kiếm tiền, có cuộc sống nó mới hơn. Nhung có nhắc đến một quyển sách của thầy Minh Niệm. Chú cũng cảm ơn thầy Minh Niệm rất là nhiều. Bởi vì là lúc đó chú làm chủ tịch của hội Hiểu Về Trái Tim. Nhờ cuốn sách của thầy Minh Niệm in ra, chú Linh đã bán hàng ngàn cái quyển sách như thế để phẫu thuật tim miễn phí cho rất nhiều trẻ em tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Và những cái câu chuyện trong Hiểu Về Trái Tim của thầy Minh Niệm nó luôn luôn động ở trong lòng của tất cả mọi người, nó đem đến giá trị nhân văn rất là cao, đem đến một khát vọng sống, đem đến những cái động lực và một cái cánh cửa mở ra cho tất cả mọi cái tiêu cực trong cuộc sống. Trong đó cũng có bốn câu mà con cũng rất là nhớ. Như dòng sông trôi mãi luôn trở nặng phù sa, có bao giờ em hỏi đời cần gì nơi ta. Điều đó nó đánh động với mình lắm. Mình suy nghĩ về cái ý nghĩa cuộc sống thực sự. Chúc chú và chúc mọi người, nếu mà biết đến thầy rồi thì chúng ta chắc chắn là sẽ có một cuộc sống an yên và hạnh phúc ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Dự định trong tương lai của các bạn là gì? Thì dự định trong tương lai của anh thì lấy vợ trong khoảng năm này. Trước mắt thì đã có đủ kinh tế để lấy vợ. Còn sau này thì mình muốn đầu tư thêm về bất động sản. Em dự định là muốn mở homestay ở một cái vùng biển rất là đẹp, quê vợ của chú Quyền Linh đó. Dạ. Dạ, đó là ở vùng biển Quy Nhơn ạ. Những người lữ khách mà muốn tìm một nơi an yên giữa cái bộn bề cuộc sống này thì sẽ đến homestay của em. Thì về mục đích mà để kinh doanh á, thì cũng không phải là mục đích kinh doanh chính, mà em chỉ muốn tạo ra một cái môi trường ở đó mọi người tới nơi để chia sẻ niềm vui và nỗi buồn cùng với nhau, một cái không khí gia đình thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đến quyết định nha. Mình chuẩn bị hai cái biểu tượng các bạn nha. Cũng cảm nhận được tất cả mọi thứ rồi. Quyết định hẹn hò không là do hai bạn chuẩn bị sau 3 tiếng đêm. Một. Dạ thì theo con thì chơi đuyền đôi thì luôn mang theo mình được. Còn áo thì hôm nay mình có thể mang nhưng ngày mai mình có thể không mang. Trong những ví dụ như trong những chuyến du lịch, cuộc họp mặt gia đình bạn bè thì hai người mặc áo đôi thì mọi người nhìn vô cũng thấy có sự gắn kết giữa hai người. Hai. Thì dự định trong tương lai của anh thì lấy vợ trong khoảng năm này. Trước mắt thì đã có đủ kinh tế để lấy vợ. Như dòng sông trôi mãi luôn trở nặng phù sa, có bao giờ em hỏi đời cần gì nơi ta. Vì một phần khó khăn của gia đình, một phần là mình tự lập, tự kiếm tiền, có cuộc sống nó mới hơn. Ba. Chúc mừng hai bạn, như vậy là chúng ta đã đồng ý hẹn hò với nhau ha. Hai trái tim rất là đẹp luôn. Cảm xúc của con thì nói chung là hơi hồi hộp, hơi rung một xíu. Cảm ơn cái chương trình, cảm ơn cái nhân duyên này ạ. Dạ. Chúc mừng hai bạn nha. Hy vọng chúng ta sẽ sớm cùng nhau sau đại dịch này. Chúc hai bạn bình an và hạnh phúc. Thay mặt chương trình, cảm ơn hai bạn. Xin chào hai bạn. Dạ, ông chào chú. Và bây giờ tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục gặp gỡ cặp đôi tiếp theo. Em mới ra trường, em cũng có quen bạn nữ, nhưng mà thời điểm đó em sự nghiệp em nó chưa ổn định, mới ra trường cho nên là em chưa thể cưới bạn ấy được. Một là mối tình với lại một bạn người Nhật. Có lần cháu với bạn cãi nhau và bạn được mình quá, bạn đến bạn nữ khác. Thấy bạn rất là ok, kiểu nam tính, nhưng mà mình thích những người như thế. Còn tiết kiệm rồi. Thế về tính cách anh chắc cũng tiết kiệm lắm. Không, anh không phải là anh tiết kiệm mà. Ví dụ những cái nhỏ thì anh không quan tâm đâu. Mà những cái lớn thì thực sự anh cũng phải to một chút. Xin chào bạn nữ.
Em xin chào anh chị. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Ánh Minh. Em sinh năm 1989. Em có học tập và làm việc ở bên Nhật 11 năm. Và em trở về nước được khoảng 3 năm. Nói sơ qua về tính cách của em thì là một người thẳng thắn, cũng dễ gần, cũng biết quan tâm để ý với người khác, và cũng biết nấu ăn, giặt giũ quần áo. Tóm lại, theo em nghĩ là một người con gái bình thường thì có những cái nào thì khả năng em vẫn làm được. Còn cái nhược điểm của em là nóng tính, nhiều lúc không kiềm chế được bản thân, mình nhiều lúc thái quá và có chút cứng đầu. Sở thích của em là xem phim anime của Nhật và thích ngắm cảnh. Em đến với chương trình này thì em muốn tìm một nửa cho bản thân em. Bạn đấy tính cách vui vẻ, lạc quan, hòa đồng và biết quan tâm, có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Không có gia trưởng quá. Em mong muốn là bạn đối tượng trong khoảng từ 31 đến 35 tuổi, độc thân. Trông mong được anh chị giúp đỡ. Konnichiwa. Ogenki desu ka? Xin chào Bằng Nam. Xin chào mọi người, xin chào chương trình. Xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Đình Phú. Hôm nay em 31 tuổi. Về tính cách của em thì anh Đình người xét là một người vui vẻ, hòa đồng, khá hài hước, có tính tự lập cao. Về điểm yếu thì em tự nhìn thấy mình có đôi khi hay hơi nóng tính, thẳng tính. Em lên chương trình thì rất mong tìm được một bạn gái cao từ 1m55 trở lên, biết ăn nói một chút, biết đối nhân xử thế. Mọi người hy vọng là chương trình sẽ tìm được với em. Xin chân thành cảm ơn. Bạn xin chào anh Tuấn Linh ạ. Rồi, rất vui được đón chào hai bạn đến với Ông Mai Hẹn Hò nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau, biết đâu mình sẽ có duyên thì sao. Bây giờ thì mình bắt đầu câu chuyện nha. Ủa, bạn gái nãy chào tiếng Nhật hả? Dạ vâng ạ. Rồi, ủa bạn đang ở đâu? Dạ, em đang ở Hà Nội ạ. Hà Nội hả? Rồi, xin chào bạn Nam. Vâng, em chào anh Quỳnh Linh ạ. Xin chào mọi người ạ. Xin chào bạn gái. Vậy thì hai bạn cùng ở Hà Nội ha. Dạ. Mình có mấy mối tình đời Phú? Em thì trải qua 2 mối tình chính thức. Từ đó em mới ra trường, em cũng có quen bạn nữ, nhưng mà thời điểm đó em sự nghiệp em nó chưa ổn định. Mới ra trường cho nên là em chưa thể cưới bạn ấy được. Còn Minh, đường tình duyên thế nào rồi? Cũng gian nan lắm ạ. Cháu cũng có 2 mối tình. Một là mối tình với lại một bạn người Nhật. Thứ nhất là yêu xa, thứ hai là khác văn hóa. Thế xong dần dần thì cũng chia tay. Xong là với lại cháu muốn về Việt Nam nữa. Nhưng mà bạn đấy thì theo kiểu đào hoa quá. Cứ mỗi lần cãi nhau là bạn đến nhà bạn nữ, một bạn nữ nào đấy để quan tâm chăm sóc, kiểu bỏ qua đêm luôn. Thế là lúc đấy thì cháu vẫn còn yêu, cho nên là nghĩ là thôi cứ cố. Thế xong đến lúc gặp gia đình bạn đấy thì gia đình bạn đấy phản đối dữ quá. Bạn trai nào cũng lạ, mỗi lần mà cãi nhau người yêu là cứ tới nhà bạn gái nào đó ngủ qua đêm. Cũng lạ nha. Bây giờ mình có 4 câu hỏi để các bạn có thể khảo sát xem trước khi mình gặp mặt mình hiểu ý nhau được bao nhiêu phần trăm nha. Khi người yêu giận vô cớ, bạn sẽ phản ứng như thế nào? A. Là im lặng cho đến khi người ta lên tiếng luôn. B. Là tìm mọi cách để giải quyết. Hết. Cả hai đều chọn là im lặng cho đến khi người ta lên tiếng. Vậy thì hai bạn im lặng luôn như vậy luôn hả? Không, ý là em chỉ im lặng trong một khoảng thời gian đó thôi, cho người ta biết cái tính người ta rồi chẳng hạn, mình sau đó trong một thời điểm nào đó thích hợp mình mới nói. Tại vì tính người ta đang nóng mà, nhiều khi em cũng đang nóng tính chẳng hạn, em biết cái tính của em nó như thế nào. Còn Minh, cái thời gian im lặng là cái thời gian mà cháu cần cái thời gian để suy nghĩ lại xem là bên nào đúng bên nào sai. Cháu thấy cháu sai thì có thể cháu sẽ nói, còn nếu mà người khác sai nó chỉ hỏi là có những chuyện gì cần nói không. Còn tính cháu có một cái là hơi ích kỷ một tí, cháu vẫn trông chờ bạn Nam
nhiều hơn là tự bản thân từ cháu nói ra. Rồi, chúng ta đến với câu 2. Bạn nghĩ mình giỏi việc nào sau đây? A là làm ra tiền, B là chăm sóc gia đình. Chúc mừng hai bạn đã trùng khớp với nhau. Sau này kiếm tiền nhiều rồi thì ai sẽ là người giữ tiền? Tất nhiên thì em vẫn ưu tiên vợ mình giữ tiền hơn. Em ở bên Nhật lâu, em có một cái tính của người Nhật là họ cứ viết những cái sinh hoạt chi tiêu hàng ngày vào quyển sổ ạ. Ghi trên đấy rõ ràng hết, cho nên là cái việc là quản lý kinh tế thì em nghĩ em cũng có khả năng quản lý được. Hai bạn ai cũng muốn làm ra tiền thì ai sẽ là người chăm lo gia đình? Em nghĩ bây giờ là quan điểm nó bình đẳng, thì không tiếp chuyện chăm lo gia đình thì em có thể làm được. Vợ mình đi làm về mệt hoặc là mình cũng đang rảnh chẳng hạn thì mình có thể làm những cái công việc đó thay vợ. Em nghĩ là vợ cũng phải dành thời gian chăm lo gia đình thì nó sẽ ok hơn. Do em tự lập từ bé rồi cho nên là cái việc làm việc nhà cảm giác với em nó cũng không gọi là khó khăn quá. Hiện tại tại vì em chưa có con cái thì em cảm giác rất là nhẹ nhàng. Thật ra thì tới lúc có con thì cũng sẽ lo cho gia đình thôi. Rồi, câu tiếp theo. Khi đi ăn cùng nhau, bạn muốn như thế nào? A là chia đôi tiền ăn, B là ai rủ, ai mời, người đó trả tiền. Rồi, giải thích lý do mình lựa chọn đi, Phú. Em thì cũng rất thích sự bình đẳng, nhưng mà em nghĩ là cái chuyện mời nhau thì nó là một cái câu chuyện nó gọi là có tấm lòng bình đẳng chia đôi này, không nghĩ đến những cái đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ nhau để cùng trao đổi xem chúng ta có duyên có nào với nhau không nhé. Mời quý vị đến với vòng gặp mặt. Bộ phận kỹ thuật hãy cho tôi kết nối hai bạn nhìn thấy nhau. Chào em. Chào anh ạ. Anh tên Phú ấy. Không biết em thấy anh ok không? Dạ vâng. Không, chắc là lần này dịch bệnh cho nên tóc tai của anh có vẻ mát quá hay sao ạ? Đầu tóc cũng không quan trọng mấy đâu, nhưng mà anh cắt ý là cắt nó gọn thôi. Được tốn tiền mua dầu về đầu em ạ. Anh ấy còn tiết kiệm rồi. Thế về tính cách anh chắc là tiết kiệm lắm. Không, anh không phải là anh tiết kiệm mà. Ví dụ những cái nhỏ thì anh không quan tâm đâu, nhưng mà những cái lớn là thực sự anh cũng phải đắn đo một chút, phải suy nghĩ, phải có một thời gian nghĩ cách cần thiết thì phải tiêu thôi chứ. Anh có hút thuốc không ạ? Thì lâu lâu, ví dụ như thì thoảng anh buồn một chút, hoặc là anh có tâm sự là thường thường anh hút một điếu. Hú thấy mình thế nào? Thấy bạn rất là ok, kiểu nam tính, nhưng mà mình thích những người như thế. Thấy em ok chứ sao bạn nam tính hả? Không phải theo cái kiểu phong cách mà cá tính mạnh thôi anh ạ. Nam tính không phải là giới tính loại này. Ok, bây giờ này chương trình sẽ có 4 câu hỏi để các bạn có thể chia sẻ nhau để hiểu nhau nhiều hơn nha. Nếu như người yêu của bạn thân với người khác giới đó, họ hay chia sẻ mọi thứ với nhau, bạn sẽ nghĩ gì về mối quan hệ này? Nếu mà anh có một người bạn người yêu chẳng hạn mà cũng có rất nhiều người bạn thân nhưng mà khác giới chẳng hạn, họ có thể chia sẻ với nhau những cái câu chuyện hoặc là những cái, nhưng mà nếu anh biết thì cái đó thì đó là bình thường. Còn nếu ví dụ mà tự dưng anh không biết ấy, có khi anh sợ anh bị chấp trách nhờ em, ví dụ thế thôi, không suy nghĩ nhiều. Nếu mà anh cho anh biết thì càng tốt, còn không thì anh cũng chẳng có thoại lắm. Theo em thì sao? Thực ra thì em cũng có bạn khác giới chia sẻ câu chuyện nó bình thường, nói chuyện bình thường thì không sao, nhưng mà nếu mà kiểu có một sự quan tâm thái quá với người khác, đêm hôm mà gọi điện chăm sóc các kiểu thì thật là em không thể thông cảm được. Câu chuyện bình thường vui vui thì chia sẻ với nhau bạn bè thì không có gì gọi là khó khăn quá. Hãy chia sẻ những cái đặc điểm gì của đối phương dễ thu hút bạn ngay từ buổi gặp ban đầu. Em thực sự bị thu hút những người mà có tính cách mạnh mẽ, ngay thẳng giống như em, đơn giản thế thôi. Em thì thấy là con gái cho nên là em vẫn mong bạn có một chút gọi là quan tâm tỉ mỉ, tinh tế.
Vậy là nãy Phú thấy ở Minh là mạnh mẽ ha, cá tính là thu hút rồi đó ha, đúng không? Vâng. Rồi bây giờ thì chúng ta đưa đến quyết định của mình thôi. Chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không? Sau khi mình lên đếm 3 tiếng đếm nha. Và bây giờ thời khắc quyết định bắt đầu. 1. Thì không tiếp chuyện trong lo gia đình ấy, thì em cũng có thể làm được. Vợ mình đi làm về mệt hoặc là mình cũng đang rảnh chẳng hạn thì mình có thể làm những cái công việc đó thay vợ. Em ở bên Nhật lâu, em có một cái tính của người Nhật là họ cứ viết những cái sinh hoạt chi tiêu hàng ngày vào quyển sổ ạ. Ghi trên đấy rõ ràng hết, cho nên là cái việc là quản lý kinh tế thì em nghĩ em cũng có khả năng quản lý được. 2. Tiếp chuyện trong lo gia đình ấy, thì em cũng có thể làm được. Vợ mình đi làm về mệt hoặc là mình cũng đang rảnh chẳng hạn thì mình có thể làm những cái công việc đó thay vợ. Cháu thấy cháu sai thì có thể cháu sẽ nói, còn nếu mà người khác sai cháu chỉ hỏi là có những chuyện gì cần nói không. Còn tính cháu có một cái là hơi ích kỷ một tí, cháu vẫn trông chờ bạn Nam nhiều hơn là tự bản thân thì cháu nói ra. Và 3. Chúc mừng. Như vậy là cả hai đều đồng ý hẹn hò với nhau rồi. Phú thấy thế nào Phú? Cảm xúc sao Phú? Sự em rất là cảm ơn bạn đã đồng ý cho em cơ hội để tìm hiểu. Còn Minh, cảm xúc làm sao? Em muốn tìm hiểu bạn Phú nhiều hơn về Việt Nam. Mọi người cảm giác mọi người sống nhanh quá. Em cũng muốn cho bản thân mình một cơ hội tìm hiểu một ai đó. Chúc hai bạn thật nhiều may mắn, hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ trao đổi số điện thoại để hai bạn có thể liên lạc với nhau. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Hôm Nay Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 17:50 thứ Bảy và 22:30 thứ Hai tuần trên kênh HTV7 trên truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào tạm biệt hai bạn. Cảm ơn chương trình ạ. Em cảm ơn anh Kiều Linh ạ. Em chào anh ạ. Còn bây giờ tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.